mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tham thiền là thực tập lục độ ba la mật. Khi quý vị làm nhiệm vụ Yena thì phải chú ý điều này. Đến giờ khai tỉnh, tức là xả thiền, thì vị Yena đánh một tiếng khánh báo hiệu để mọi người chuẩn bị đứng dậy. Khánh là chuông cầm tay. Khi thấy họ đã sẵn sàng, bèn đánh thêm một tiếng khánh nữa, tức thì đại chúng đồng loạt đứng lên. Tiếp theo thầy Yena gõ hai tiếng mõ báo hiệu bắt đầu bước đi. Lúc đi thiền hành thì phải chia ra làm hai vòng, vòng ngoài dành cho người đi mau, vòng trong cho những ai đi chậm. Đây là một cách thức điều hợp, cốt sao cho tất cả cùng theo được dễ dàng. Người đi mau hay đi chậm đều thích nghi. Người ta nói, siết quá thì chặt, nới tay thì lỏng, chẳng chặt chẳng lỏng thì thành công. Ý nói không chấp vào một pháp nào nhất định mà phải linh động. Trong kinh Kim Cang có câu, không có pháp nào nhất định có tên là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ý nói, ngay khi quý vị lập ra một pháp bất di bất dịch, tức là đã có vấn đề. Kinh Kim Cang còn có câu, các pháp là bình đẳng, không có cao thấp. Do đó, người tu cũng phải bình đẳng. Tuy rằng Phật có tam thân, tứ trí, ngũ nhãn lục thông, nhưng Phật vẫn tự coi mình như không có gì khác biệt với chúng sanh. Do đó có câu nói, tâm, Phật và chúng sanh, cả ba không có sai biệt. Tâm là Phật, Phật là chúng sanh là Phật, Phật là tâm. Đi mau cũng tham thiền, đi chậm cũng tham thiền, tự liệu sức của mình mà theo. Cốt ở chỗ tự nhiên, không kiểu cách, không có chút gì miễn cưỡng. Cứ kiên nhẫn mà dụng công, sống lưng thấy khó chịu, chân có đau cũng đừng quan tâm, thứ gì cũng không ham, cái đó gọi là bố thí. Thân không làm điều ác, tức là thân nghiệp thanh tịnh, miệng không nói chuyện thị phi, tức là khẩu nghiệp thanh tịnh, tâm không có vọng tưởng, tức là ý nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh gọi là trì giới, có thể chịu đựng được sự đau gọi là nhẫn nhục, có thể dụng công liên tục bất chấp các khó khăn mà không thối chí gọi là tinh tấn, có thể như như bất động liễu liễu thường minh gọi là thiền định, do định mà phát sanh ra trí huệ, tức là bát nhã. Khi lục độ đã thành tựu viên mãn, quý vị có thể đáo bỉ ngạn, tức là tới bờ giác ngộ. Đến khi chỉ tịnh, tức là vào lúc chấm dứt thiền hành, thầy Yena phải xem chừng khi nào vị ban thủ tới đúng chỗ ngồi của y thì gõ một tiếng mõ. Ban thủ là vị sư thâm niên nhất. Lúc nào đại chúng đến đúng chỗ ngồi của họ rồi thì gõ thêm một tiếng mõ nữa. Ai nấy ngồi xuống ngay ngắn, sống lưng thẳng, đầu không gục xuống, lưng không cong. Người ta nói tọa như chung, nghĩa là ngồi như hình cái chuông, đầu ngay, lưng thẳng, tư thế an ổn và vững vàng. Tham câu niệm Phật là ai, không có nghĩa là niệm câu thoại đầu này, tức là đơn thuần lặp đi lặp lại hay đọc thuộc lòng câu thoại đầu, nhưng phải tham nó, tức là nghiên cứu, xét xem ai là người niệm Phật. Có người bảo, à tao biết rồi, niệm Phật là tôi. Như vậy là không đúng. Câu thoại đầu này nếu ta thực sự giải đáp được rõ ràng, tức là ta đã thấy được tánh, tìm được cội nguồn của Pháp, nhờ đó mà ta đã trở về được quê nhà. Thực tế không phải đơn giản và dễ dàng theo kiểu chúng ta nghĩ. A chính là tôi đó mà tôi là người đang niệm Phật. Quý vị niệm Phật ư? Vậy sau khi quý vị chết rồi thì có còn ai niệm Phật nữa không? Quý vị sẽ bảo là không. Nếu không thì sao lại nói là người niệm Phật là quý vị? Nên nhớ rằng người niệm Phật là không chết. Nếu quý vị phải chết thì người niệm Phật không phải là quý vị. Chúng ta niệm danh hiệu Phật nên có thể thành Phật. Nhưng người thành Phật là ai? Ai là người đạt tới quá vị Phật? Quý vị đã chết rồi kia mà. Bởi vậy, chính tại nơi này, quý vị phải tham ngẫm, tham không buông lơi. Cho tới lúc biển cạn đá vỡ, cuối cùng sẽ có ngày nước rút đá hiện. Và trong khoảnh khắc quý vị bừng ngộ, à thì ra là như vậy. Ha ha ha, 问什么的说。